sông tràn bờ ở thủ đô La Paz của Bolivia ngày 21 tháng 3. Lượng mưa lớn phun ra từ đường hầm dưới biển sáng đầu ngày 20 tháng 3. Động đất mạnh 5,3 độ Richter làm rung chuyển Tokyo, Nhật Bản ngày 21 tháng 3. Lũ lụt tại Kizi, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21 tháng 3. Xe buýt du lịch đâm vào tường hầm trên cao tốc Sơn Tây ngày 20 tháng 3. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC, bản tin cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới. Thưa quý vị, bản tin ngày 31 tháng 1 có những diễn tiến mới về tình hình thiên tai. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sông tràn bờ ở thủ đô La Paz của Bolivia. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 3, nước sông tràn bờ gây ngập lụt ở thủ đô La Paz của Bolivia. Lượng mưa quá mức đã khiến 8 trong số 10 hồ chứa cung cấp nước cho La Paz và thành phố El Alto lân cận bị tràn, làm ngập lụt các khu dân cư vùng trũng của thành phố. Video cho thấy mực nước sông dâng cao và tràn lên thành cầu và làm ngập lụt đường phố. Lượng lớn nước phun ra từ đường hầm dưới biển sán đầu. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 3, một lượng nước lớn tích tụ ở đường hầm bay xuyên đáy biển sán đầu, Quảng Đông. Tài xế nghi ngờ là do nước biển rò rỉ. Video cho thấy nước ngập lênh láng trong đường hầm. Vì không thể quay đầu trong đường hầm nên người lái xe phải chịu đựng nỗi sợ hãi và từ từ lội qua dòng nước. Các quan chức sau đó cho biết các kẹp ống chữa cháy trong đường hầm đã bị hư hỏng khiến nước tích tụ. Cư dân mạng thẳng thắn cho rằng đường hầm mới thông xe được 1 năm rưỡi, chất lượng xây dựng kém đến mức coi đó là trò đùa cho tính mạng con người. Động đất mạnh 5,3 độ Richter làm rung chuyển Tokyo, Nhật Bản. Vào 9 giờ 8 phút ngày 21 tháng 3, một trận động đất mạnh bắt nguồn từ phía nam tỉnh Ibaraki làm rung chuyển khu vực đô thị Tokyo, làm dấy lên lo ngại về lở đất làm chậm trễ một số tuyến tàu, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cũng ghi nhận một trận động đất cỡ trung bình, ban đầu có cường độ 5,2 độ Richter cách Kasukabe, thành phố có khoảng 230.000 dân khoảng 4 km về phía đông. Video cho thấy đèn trần và mọi thứ rung lắc dữ dội trước trận động đất. Trận động đất được cảm nhận trên khắp vùng Kanto, tỉnh Ibaraki, một số khu vực ở Gunma và hầu hết tỉnh Saitama và trên khắp Tokyo và một số khu vực của quận Chiba và Kanagawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất nằm ở phía nam tỉnh Ibaraki ở độ sâu khoảng 50 km. Hiroyuki Sanada, một quan chức của cơ quan quản lý hạt nhân cho biết không có bất thường nào được báo cáo tại nhà máy hạt nhân Tokai số 2 ở Ibaraki, nơi đã tạm dừng để kiểm tra an toàn. Theo công ty điện lực Tokyo, không có trường hợp mất điện nào được báo cáo trên lưới điện của họ. Đài truyền hình NHK cho biết GRX đã đình chỉ chuyến tàu Tohukui Shinkansen ở tuyến trên và tuyến dưới giữa ga Tokyo và ga Shin Aomori, nhưng sau đó đã hoạt động trở lại. Tại Kizi, Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 21 tháng 3, do mưa lớn dẫn đến lũ lụt trên đường phố ở quận Kizi, Thổ Nhĩ Kỳ khiến hai người thiệt mạng trong trận lũ.
Video cho thấy hai người bị mắc kẹt trong nước lũ. Ở Kiji, nơi có vấn đề về cơ sở hạ tầng, các hố ga bị tắc và mọi đường phố đều biến thành hồ bùn. Người dân gặp khó khăn khi rời khỏi nhà của họ. Mặt khác, đường cao tốc Sinop-Ulu-Diri đã đóng cửa do nước tràn sông có tốc độ dòng chảy tăng do mưa như trút nước. Xe buýt du lịch đâm vào tường hầm trên cao tốc Sơn Tây. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 3, một chiếc xe buýt du lịch mang biển số Hà Nam cùng 51 người trên xe đã tông vào tường trong đường hầm Tây Gia Tháp. Trong đường hầm Tây Gia Tháp của đường cao tốc G59 Hồ Bắc ở Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, khiến 14 người bao gồm cả tài xế thiệt mạng tại chỗ và 37 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Có 2 người được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.